chào quý vị nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Dũng Tóc Dài. Hôm nay Dũng Tóc Dài đã có một cái nón rất là style. Dũng Tóc Dài nay đậu nón người ta style vậy. Còn là bên đê. Sao không qua? Qua phải có sầu riêng khui đâu. Không có, bữa nào không có. Có bữa nào không có sầu riêng hết. Làm cái gì độc lạ có view giống. Em bắt phép à. Bắt phép hả? Ân Ân là cho đi nghỉ du lịch đi chơi thôi. Sorry nhiều lắm mọi người. Ủa đi sáu nhiêu ký này, này nhiêu ký nhân? 180, 90 hả? Mà có chín hết không? À, cái sữa sữa này nè. Đây. Hộp này 140 nha các bạn. Quên, nãy quên giới thiệu bạn vừa sầu riêng, thiếu sầu riêng 592 Trường Chinh nè mọi người. Sầu riêng nhiều lắm. Hồi nãy Dũng trách sao anh em mình dạo này ít ghé thăm Dũng à. Dũng nói Dũng hết phép à. Hết nhiều quá hả nha anh Hảo. Không thể ghé đến vậy. Có đâu. Em nghe cho ngồi lộn rồi. Quay quý vị chia sẻ video cho Dũng Tóc Dài lên nha mọi người. Chứ quay hoài mà Dũng Tóc Dài không có view. Đã hiểu lý do là sao. Cừ. Không phải không được tốt đúng không? Ừ. Đông anh. Lại ra. Sao mấy bữa nay chậm quá thế? Hay là người ta đang chờ nghỉ để đi lễ hội này ăn sầu riêng. Thái này có chết rồi vậy không? Có sở hữu chứ không? Có hữu hết rồi. Giờ chỉ có cái này với sáu rồi. Ông mà nghe nói hợp hả Dũng ơi? Nó có thành tặng em á. Vậy hả? Còn tiền thêm bí kíp gì nữa không? Đó rồi. Thấy không? Thế sầu riêng 8 kg kìa. Cao.
này sò này là sò của miền Đông nha các bạn. Đi sớm miền Đông chỉ là Thái miền Đông nha mọi người. Kiểu như cơm, cái cơm của Ri Sáu ở miền Đông thì nó không có vàng như là cơm của Ri Sáu. Lên lên cao. Trăm tư nghìn hộp anh. Trăm bốn mươi ngàn. Lấy hai hộp này nhân. Dạ, 220. Lấy hai hộp cho anh chơi. Có là đâu có nhiều lời, lời nhiều biết là lời có mấy ngàn, có bớt chín ngàn con ấy là con cấp cháu rồi. Để cái là về hay lại hàng ngày lâu lâu nghe, lại lắm không? Nghe chán ghê. Ok không? Ở đây ít lại nhưng mà video vẫn ra đều đều đúng không? Nên là người ta ghé đều đều cứ vậy không Dũng? Chở mấy anh chơi mà. Mấy anh còn công việc khác nữa chứ đâu phải là đúng không hả? Đúng. Dạ. Nói chung mày nhầm người cũng vô lựa chứ lắm. Mà lựa xong cũng phải lựa lại à. Dũng là cao thủ thứ thiệt chứ mà. Chờ mình có anh em mình đi qua bên đó làm cơm bà sao anh? Dũng tất dài đang bày đem bày ngu anh em đi qua Ukraine lấy sắt dụng máy các bạn. Đạp mình chết đó Dũng ơi. Má mình top xếp tài luôn chứ. À, sao em không nghe nó công bố người chết đó anh? Có chứ mà mình không nghe không ấy chứ có không có. Em thấy nó công bố lên bao nhiêu người chết bao nhiêu này kia đó thấy nè. Đây nhà nó giấu ở đầu. Chiếm mà nó chiếm nhiều quá trời mà không nghe người chết. Sao vậy anh Hà? À có chứ. Anh Hà là em phải nghe những kênh chuyên sâu à. Chuyên sâu vào quân sự nó sẽ nói rõ hơn. Việt Nam mình có nào mà nó bậy bậy nó bắt thì nó dẹp mất tiêu nó ra mà chuyên sâu chứ có mấy nhà live stream á. Kéo thôi quý vị ơi. Kéo gì đâu đó mốt là đáy nữa. Nó hai cái tên kìa. Cái tên kìa. Hai cái mốc. Mất khí thế dữ nhỉ.
ngáp mà hết muốn luôn á, mất cả tháng rồi tiêu rồi nghe đi. À, 4 số 8 thử không anh, thử đi anh. Ok không? Ủa cái này miền Đông mà của tỉnh nào Dũng? Dạ, Lâm Đồng, Đồng Nai anh Lộng. Đồng Nai hả? Dạ. Ủa anh nói là 454 đúng không? 454 54 nhưng mà 54 nha. Cái này kéo, kéo dao yếu quyền cho ta. Sáng nó kia kéo dữ lắm mà. Rồi sáng các em tới chọc hả? Ừ, em nó kéo kìa, kéo cái này kéo bị quần nguyên của chưa mà. Tại sao? Là nó tới khu vực kêu khu mấy gái Dũng? Mấy gái Dũng? Con trái mà nó bự anh. Con trái hả? Trái 4 cái mấy mà. Một cái mà. Đúng rồi. Dạ. Làm anh cũng ngáp luôn vậy anh Long. Con nhân cũng ngốc thôi, cũng ngốc theo. Thấy ngớp là cái gì cho, không ngớp là hết rồi. Rồi cho con là trong á. Cơm mới sửa sửa nhưng mà nó chất lượng lắm. Mới nhìn tưởng là cái chuồng bò chứ. Dạ. Nhiều người không phải hỏi là chỉ có khui mà sao khui hoài có quỷ không ngán. Cái nghề mà ngán là chết luôn á. Hả? Cái nghề mà ngán là chết luôn á. Không, người xem cơ. À. Có người rất là thích khui sầu riêng. Khui vào biểu diễn nữa là... Quay hay là livestream? Đang quay nguội anh. Quay nguội. À, quay nguội. Quay về biên tập rồi nữa. Còn cả buổi đó. Đúng tử nó đơn giản không? Chàng, sao em biết mà chàng hiệu ứng rồi ấy ông cho luôn dữ. Thử thách chạy xe vô bữa sầu riêng rồi em cảm ơn anh luôn. Nhưng mà có rất là nhiều fan nha, Dũng nhiều fan lắm các bạn. Thích. Nhiều người bình luận vô nói thích. Nhìn anh Dũng diễn hề. Tại nhiên anh kêu em hát không hát được. Em phải tự nhiên em hát mới được. Ủa mà cái hay hát karaoke được không? Không có anh. À, có biết ca cổ không? Không. Không biết ca cổ hả? Chỉ có biết ca nhạc. Nhạc sớm, nhạc trẻ rồi chứ được, chứ còn ca cổ chưa ca được. Ủa, dân miền Tây mà không biết ca cổ là thiếu rồi nha. Có mấy người biết ca cổ, mấy người lớn lớn, mấy người nhỏ mà. Nói 104 hả chị? 104 hả chị? Có 100 được hả? Trăm bốn đồ chị. Nốt lên lời được 10.000 ký á.
Mũ đó là mũ hot trend luôn á. Mũ đó rất là thích như nó này nè. Đó. Một cặp của thằng cho cái. Hình như một cái này mua hình như 400-500 đô vậy á. Có 150.000 à. Có 150.000 phải cho ở đâu ra 400-500 đô. Mấy trăm đô không? Cả bộ đồ vía của Thanh bữa trước là mấy chục ngàn đô, đồng hồ Rolex. Quá trời tiền. Chứ nhận đâu rồi? Ủa cho tặng nhẫn luôn hả? Tặng nhẫn luôn. Rồi. Cho mượn thôi chứ không có tặng à. Cho mượn đeo để lấy màu hả? Lấy màu thì lên video thử có hút view không hả? À. Rồi. Ok nha các bạn. Đúng. Đúng đây chồng đúng. Sao con có video vậy á? Ừ. Cái này ít quá thôi.